Dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, sáng nay 17 tháng 2 đã diễn ra buổi họp trực tuyến về tình hình mở cửa trường học của các địa phương sau Tết Nguyên Đán. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục Đào tạo, đến nay tất cả các tỉnh thành đã xây dựng và thực hiện tiêu chí đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trực tiếp. Đến ngày 16 tháng 2, tổng số học sinh học trực tiếp là hơn 21 triệu em, tỷ lệ 93,71%. Cụ thể, cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có 63 trên 63 tỉnh thành phố cả nước cho học sinh đi học trực tiếp. Riêng cấp mầm non có 54 tỉnh thành và tiểu học là 59 trên 63 tỉnh thành cho học sinh đi học trực tiếp. Bên cạnh, 100% các cơ sở giáo dục đại học cũng đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp. Tại tỉnh Vĩnh Long, năm học 2021-2022, toàn tỉnh có hơn 205.000 học sinh. Theo lộ trình, học sinh các khối lớp sẽ học trực tiếp từ 7 đến 28 tháng 2. Đến ngày 14 tháng 2, học sinh các hệ giáo dục thường xuyên, khối lớp 5, 9, 12 đi học từ 93% trở lên. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, chúng ta chấp nhận trẻ em đi học đồng loạt, chắc chắn ca nhiễm sẽ tăng lên. Quan trọng là chúng ta kiểm soát tốc độ lây lan và có phương án xử lý F0, F1 hợp lý, đặc biệt là hướng dẫn điều trị. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị các địa phương phòng chống dịch chủ động, không mất cảnh giác, không cực đoan. Phương án phòng chống dịch trong trường học phải chi tiết, phải cập nhật, tập huấn hướng dẫn truyền thông nghiêm túc.